bạn thân mến, Mặt trận Khe Xanh năm 1968 là nơi diễn ra cuộc đấu trí, đấu sức vô cùng ngoạn mục và gay cấn, mà mục đích thực sự của trận đánh này đến 45 năm sau vẫn còn là điều bí ẩn với giới nghiên cứu và học giả Mỹ. Vào thời điểm đầu năm 1968, có nhiều nguyên nhân khiến người Mỹ tin rằng quân giải phóng sẽ thực hiện trận quyết chiến chiến lược ở một điện biên phủ khác ở Khe Xanh. Đầu tiên, từ sự tương đồng về yếu tố địa hình và vai trò chiến lược giữa lòng chảo Điện Biên Phủ và Khe Xanh. Tiếp đến, Mỹ tin rằng với sự từ bỏ địa bàn truyền thống nông thôn của ta thì rừng núi sẽ là bàn đạp để ta đánh vào đồng bằng và đô thị. Và trên hết, kế hoạch nghi binh hoàn hảo và sự chuyển hướng chiến lược đầy bất ngờ, táo bạo của quân giải phóng đã khiến Mỹ không thể ngờ được. Các bạn hãy cùng chúng tôi giải mã diễn biến cũng như các chiến thuật quân sự được cả hai phía sử dụng trong trận đánh này nhé! Chiến dịch Khe Xanh 1968, màn nghi binh hoàn hảo, chuyển hướng chiến lược khiến Việt Nam Cộng Hòa phát hoảng. Mục đích chủ yếu của quân giải phóng miền Nam Việt Nam khi tấn công Khe Xanh là nhằm nghi binh cho các hướng tiến công chính trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Bởi vì vị trí đặc biệt quan trọng của Khe Xanh giống như cái mỏ neo trong bản đồ quân sự của Mỹ, đặc biệt là uy hiếp đường Hồ Chí Minh và bảo vệ vùng một chiến thuật. Đây là trung tâm chỉ huy của hàng rào điện tử McNamara mà Mỹ đang xây dựng nhằm cắt đứt đường Hồ Chí Minh. Phá hủy được cứ điểm này thì quân giải phóng miền Nam Việt Nam mới nhổ được cái gai mà Mỹ định găm vào tuyến đường chi viện chiến lược này. Tập trung đánh và bao vây nhằm thu hút một lực lượng lớn quân Mỹ tham chiến, thu hút cả nước Mỹ hồi hộp theo dõi trận Điện Biên Phủ thứ hai, có thể thay đổi cuộc chiến Việt Nam. Cố Trung tướng Nguyễn Đình Ước đã từng hỏi Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng rằng: "Ta có đánh Khe Xanh như Điện Biên Phủ không?" Ông nhận được câu trả lời: "Trận này rất khác với Điện Biên Phủ. Nếu chúng ta đánh Khe Xanh thì tất sẽ bị thương vong rất lớn vì quân Mỹ cơ động lại có bom đạn nhiều. Nếu thất bại, họ có thể dùng đến cả bom nguyên tử chiến thuật." Về phía Mỹ, với hệ thống phòng ngự dày đặc và hỏa lực cực mạnh, Khe Xanh được kỳ vọng là thỏi nam châm hút quân giải phóng vào một thế trận Điện Biên Phủ đảo ngược, theo đúng kịch bản chiến tranh quý ước kiểu Mỹ. Cái từ Điện Biên Phủ xuất hiện trong tư duy của phía Mỹ mà Cục 2 Tình báo báo cáo lại chính là một gợi ý để chúng ta tương kế tiệu kế, thực hiện một Điện Biên Phủ giả vờ để lừa đối phương, ghim chặt Mỹ ở chiến trường rừng núi, tạo điều kiện cho đòn tấn công vào các đô thị. Vì vậy mà sau này phía Mỹ và phương Tây cho rằng Việt Nam là bậc thầy trong việc nghi binh. Theo Đại tá Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, trong các báo cáo do điệp viên Phạm Xuân Ẩn chuyển về, từ cấp chỉ huy cho đến viên đại sứ Mỹ, tất cả đều tin rằng quân giải phóng không đổ sức tấn công vào các thành phố, đô thị, mà đó chỉ là đòn nghi binh. Theo Mỹ, chiến trường chính nhất định sẽ diễn ra ở Khe Xanh. Trung ương Cục miền Nam còn làm bộ để rơi những tài liệu vào tay Mỹ để họ tin rằng mình sẽ đánh mạnh trên vùng giới tuyến, nhất là Khe Xanh, ông Tư Cang nói. Tầm quan trọng của Khe Xanh. Từ năm 1962, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã xây một căn cứ không quân lục quân ở một thung lũng hẻo lánh ở gần khu vực biên giới Việt-Lào, có ý nghĩa chiến lược do nằm gần tuyến vận chuyển đường mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng. Năm 1962, căn cứ này được lực lượng mũ nồi xanh Hoa Kỳ sử dụng đầu tiên làm nơi xuất phát các phi vụ thám thính đi sâu vào vùng đất Lào. Vị trí chiến lược của Khe Xanh do đó đã gây nhiều trở ngại lớn cho sự tiếp vận từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Sau thất bại trong mùa khô 1965-1966, Robert McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nảy ra ý định thiết lập một phòng tuyến chống xâm nhập hiện đại nhất ở bờ nam sông Bến Hải để ngăn chặn đối phương. Ý tưởng của McNamara đã được 47 nhà khoa học tài ba nhất nước Mỹ tổ chức nghiên cứu thực thi. Sau 3 tháng nghiên cứu, Hội đồng Khoa học dưới sự điều khiển của McNamara đã vạch ra một kế hoạch với tham vọng lớn. Phòng tuyến ước tính có chiều rộng khoảng 20 km từ Nam Vĩ Tuyến 17 đến đường 9, chiều dài trên 100 km chạy song song với sông Bến Hải từ Biển Đông đến Sepol của Lào. Trong đó, hành lang mặt bằng xây dựng có bề ngang 500 m sẽ được san bằng như một sân bóng. Xây dựng một hệ thống đồn bốt dày đặc, cứ khoảng 2 km có một tháp canh, khoảng 4 km có một căn cứ cỡ đại đội hoặc tiểu đoàn.
bố trí một hệ thống công sự gồm đủ hầm hào lô cốt kiên cố, hàng chục lớp hàng rào kẽm gai chẳng chịt, xen kẽ với nhiều lớp bom mìn đủ kiểu, mìn định hướng, mìn đĩa, mìn lá, mìn claymore, mìn chiếu sáng, lựu đạn nổ tức thì. Mỹ đã dự kiến là sử dụng 20 triệu quả mìn và 25 triệu quả bom cỡ nhỏ. Đặc biệt, phòng tuyến được trang bị phương tiện điện tử tối tân như là cây nhiệt đới, máy thông minh, máy phát hiện hơi người. Đây là các loại máy thu phát tiếng động tinh vi, đủ cỡ 15 ngày, 3 tháng hoặc 6 tháng thay pin một lần. Căn cứ Khe Xanh được xác định là trung tâm của hệ thống hàng rào điện tử trên. Do đó, Khe Xanh, Quảng Trị được Mỹ xây dựng một tập đoàn phòng ngự mạnh, liên hoàn, kiên cố nhất của Mỹ ở địa đầu miền Nam Việt Nam, gồm các cứ điểm làng vây, chi khu quân sự Hướng Hóa, cụm cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn. Cụm cứ điểm Tà Cơn là cái lõi của tập đoàn phòng ngự Khe Xanh của Mỹ. Có chiều dài khoảng 5 km, rộng khoảng 3 km, có một đường băng giã chiến dài khoảng hơn 3.000 m, đảm bảo hoạt động của máy bay C-130 Hercules và một số trực thăng vũ trang. Hệ thống công sự vật cản được xây dựng kiên cố và liên hoàn, công sự chiến đấu bằng bê tông đúc sẵn, hố chiến đấu cá nhân có nắp bằng bao cát, một số lô cốt bằng bê tông, hầm ngầm, hệ thống giao thông hào, chiến hào liên hoàn. Xung quanh bao bọc từ 6 đến 10 hàng rào dây kẽm gai các loại, các bãi mìn dày đặc, xen kẽ giải cây nhiệt đới, tức là thiết bị thu tin điện tử, khắp các nơi. Tuy nhiên, phía lực lượng bắn tỉa của quân giải phóng cũng thường lợi dụng lúc máy bay Mỹ chở quân đến sân bay Tà Cơn để tấn công, khiến lính Mỹ rất hoang mang với chiến thuật đánh nhanh rút nhanh. Về binh lực các bên trong trận này như sau. Lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia chiến dịch bao gồm các sư đoàn bộ binh 304, 320, 324B và 325 từ tháng 5 sư đoàn 308 và trung đoàn 246 vào thay cho các sư đoàn 324B và 325 đi chiến trường khác. Trung đoàn 270 Vĩnh Linh và 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị, 1 đoàn và 5 đại đội đặc công. 4 trung đoàn pháo binh 16, 45, 84 và 204, sau tăng thêm trung đoàn 675. Toàn chiến dịch đã huy động 4 khẩu pháo 76mm, 8 khẩu pháo 85mm, 12 khẩu pháo 100mm, 8 khẩu pháo 105mm, 36 khẩu pháo 122mm, 16 khẩu pháo 130mm, 8 khẩu pháo 152mm, 120 ống rocket vác vai DKB và 9 xe phóng BM-14. 3 trung đoàn pháo phòng không 128, 282 và 241. 1 tiểu đoàn tăng thiết giáp, tiểu đoàn 198 thuộc trung đoàn 203 trang bị 30 xe tăng hạng nhẹ PT-76. 1 tiểu đoàn thông tin, 1 tiểu đoàn trinh sát, 1 tiểu đoàn hóa học, 1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội súng phun lửa, 6 tiểu đoàn vận tải và lực lượng vũ trang các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa. Về phương thức tác chiến, điểm nổi bật là chuyển từ tác chiến chủ yếu bằng bộ binh sang tác chiến hiệp đồng binh chủng. Lần đầu tiên sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng nhất là pháo binh và xe tăng, đặc biệt là sử dụng lực lượng xe tăng bí mật bất ngờ tiến công diệt địch. Là chiến dịch hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, nên ngoài lực lượng bộ binh, chiến dịch đã sử dụng 136 khẩu pháo xe kéo hoặc súng cối từ cỡ 100 ly trở lên, 150 khẩu pháo cao xạ 37 ly và 57 ly, 30 xe tăng PT-76 và 157 xe kéo bánh xích, 821 xe ô tô. Trong giai đoạn chuẩn bị, hậu cần chiến dịch đã bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao hệ số đảm bảo kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu, cụ thể là pháo mặt đất từ 87% lên 96%, pháo cao xạ từ 90% lên 98%, xe cơ giới các loại từ 74% lên 92%. Về phía Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, lực lượng của Hoa Kỳ trong trận Khe Xanh chủ yếu là thuộc quân đoàn tác chiến thủy bộ 3 thủy quân lục chiến. Có khoảng 45.000 quân trên toàn tuyến, trong đó có 28.000 quân Mỹ, gồm 3 trung đoàn tăng cường thuộc sư đoàn thủy quân lục chiến số 3, 4 tiểu đoàn tàu tuần tra và vận tải, 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn và 1 đại đội cơ giới, trong quá trình phòng ngự được sự chi viện mạnh của không quân, pháo binh ở phía sau. Riêng ở Khe Xanh, Mỹ có 3 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 26, 1 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 9 thủy quân lục chiến Mỹ, sở chỉ huy tiền phương số 3 của lục quân Hoa Kỳ với quân số 5.880 lính, 1 tiểu đoàn pháo 155 ly, 1 đại đội xe tăng, 1 đại đội chống tăng, tiểu đoàn 37 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, 1 đội thám báo 300 lính, tổng cộng là 6.680 lính.
từ tháng 4 khi Mỹ mở chiến dịch Pigot, huy động thêm sư đoàn không kỵ số 1 của Mỹ, trung đoàn 1 và trung đoàn 26 thủy quân lục chiến Mỹ, chiến đoàn dù 3 Việt Nam Cộng Hòa cùng nhiều đơn vị biệt động quân và bảo an, tổng cộng là 20.000 quân yểm trợ bởi 300 trực thăng, 148 khẩu pháo. Bên cạnh đó, chiến dịch Niagara và chiến dịch Alec để hỗ trợ không quân cho Khe Xanh cũng thu hút một lực lượng hùng hậu, hơn 1.000 trực thăng, nhiều hơn số trực thăng chiến đấu của ba nước Anh, Pháp, Đức cộng lại. Không quân Mỹ đã xuất kích 24.000 lần chiếc, kể cả máy bay chiến lược B-52, trút hơn 114.000 tấn bom các loại, gấp 7 lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và bằng lượng bom ném xuống Nhật suốt cả năm 1945. Bảo đảm kỹ thuật hậu cần cho Khe Xanh bao gồm tải thương bằng trực thăng và phương thức tiếp tế, thả dù ở độ cao tầm thấp, thực hiện bởi một cầu hàng không hiện đại, quy mô khổng lồ trên các máy bay vận tải C-130. Mỹ có thể đáp ứng cho Khe Xanh tới 600 tấn hàng tiếp tế một ngày, trong khi Pháp chỉ cung cấp được cho Điện Biên Phủ là 100 tấn. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1, một hệ thống cảm biến điện tử hiện đại mang bí hiệu là Moscow Show cũng được triển khai quanh Khe Xanh để hỗ trợ cho các hệ thống trinh sát đường không và trên bộ. Quân đội Hoa Kỳ ở Khe Xanh được yểm trợ hỏa lực bởi những vũ khí tân kỳ nhất thời đó. Các tổ hợp radar, phản pháo mới như là Sky Spot, 16 pháo tự hành vua chiến trường M107-175Li bố trí tại trại Caron gần Cam Lộ và trận địa trên đỉnh đồi Rock Pride, 18 lựu pháo 105Li, 8 pháo 155Li tại các căn cứ pháo binh tại Quảng Trị, pháo yểm trợ tầm trung từ trận địa Bắc đèo Hải Vân được đặc biệt tin tưởng, còn có pháo đạn 105Li. Nổ từng tràng trên cao, văng vô vàn mảnh bao phủ một tầm sát thương rộng lớn, giống như bom bi, cũng như đạn pháo tổ ong. Khi nổ bắn ra muôn vàn mũi tên thép trong một hình nón 30 độ, rất hữu hiệu chống bộ binh. Phía Mỹ cũng sử dụng chiến tranh tâm lý ở Khe Xanh với các hoạt động chiêu hồi, giải truyền đơn với hình ảnh một bữa cơm gia đình và có một dấu hỏi hàm ý thiếu ai trong bữa cơm đó để gây nỗi nhớ nhà cho người lính quân giải phóng. Trong trận này, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chia chiến dịch ra làm 4 giai đoạn. Đợt 1, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiến công quận Lỵ Hướng Hóa và cứ điểm Huệ San. Đợt 2, từ ngày 8 tháng 2 đến 31 tháng 3, phát triển lên vây lấn và pháo kích căn cứ Khe Xanh suốt 50 ngày đêm, bao vây Cồn Tiên, đánh một số trận ở hướng đông quốc lộ 1 để ngăn chặn lực lượng Mỹ tới ứng cứu cho Khe Xanh. Đợt 3 từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 4, đánh quân Mỹ ứng cứu trong chiến dịch Pigot, giải tỏa giữ vững các khu vực làng khoai, cu bốc, các cao điểm 689 và 622, triệt phá giao thông trên đường 9. Đợt 4 từ ngày 8 tháng 5 đến 15 tháng 7, khôi phục thế vây lấn căn cứ Khe Xanh, chặn đánh quân Mỹ rút chạy khỏi Khe Xanh. Diễn biến như sau. Đợt 1, trận đánh mở màn nổ ra ngày 20 tháng 1 năm 1968 xảy ra trên cao điểm 881 phía Nam. Có hai ngọn đồi mang tên 881, một ngọn nằm về phía Bắc của Khe Xanh và ngọn kia nằm về hướng Nam. Ngọn đồi này được phòng thủ bởi một cánh quân của tiểu đoàn 13 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ gồm ban chỉ huy đại đội M, hai trung đội bảo vệ và toàn thể lực lượng của đại đội K. Rạng sáng 20 tháng 1, đại đội 1 tiểu đoàn 326 thủy quân lục chiến Mỹ bị quân giải phóng miền Nam Việt Nam phục kích ở gần 881 Nam. Chỉ trong ít phút đã có hơn 15 lính Mỹ chết, 21 bị thương và 19 mất tích. Ngày hôm sau thì tìm thấy xác. Các căn cứ hỏa lực Mỹ quanh vùng đáp trả bom napalm từ phi cơ không yểm trợ xuống ngăn cản các đợt xung phong của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Toán thủy quân lục chiến Mỹ bị thiệt hại nặng phải rút lui về vị trí trên cao điểm 881 Nam. Rạng ngày 21 tháng 1 năm 1968, sư đoàn 325 quân giải phóng miền Nam Việt Nam dùng tiểu đoàn 6 trung đoàn 2 đánh cao điểm 832, Mỹ gọi là 861 về phía tây bắc Tà Cơn khoảng 4 km do đại đội K, tiểu đoàn 3/26 thủy quân lục chiến Mỹ tổ chức phòng ngự. Mặc dù được hỏa lực pháo binh chi viện nhưng quân Mỹ dựa vào lợi thế điểm cao có hệ thống công sự trận địa phòng ngự vững chắc, đặc biệt là cụm pháo Tà Cơn chi viện trực tiếp nên các đợt tấn công tiểu đoàn 6 đều bị đẩy lùi và bị thiệt hại lớn. 20 người chết, 68 bị thương, quân Mỹ có 4 chết và 11 bị thương.
Đêm ngày 20 dạng ngày 21 tháng 1, pháo binh chiến dịch của sư đoàn 304 quân giải phóng miền Nam Việt Nam phát hỏa. Đòn tiến công bất ngờ kéo dài với uy lực mạnh, đánh vào nhiều mục tiêu quan trọng ở Khe Sanh, đã khoan nhiều hố trên đường băng, làm nổ tung kho đạn 1.500 tấn, phá một máy bay lên thẳng. Ngày 22 tháng 1 năm 1968, tình hình Khe Sanh nguy ngập bởi kho đạn 1.500 tấn, chiếm phần lớn dự trữ đã bị phá hủy. Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng máy bay vận tải chở đạn dược khẩn cấp đến tăng cường cho Khe Sanh. Đêm ngày 23 tháng 1, sư đoàn 320 quân giải phóng miền Nam Việt Nam lệnh cho tiểu đoàn 1 Trung đoàn 64 cùng các tiểu đoàn 14 pháo cối mang vác và 16 khẩu súng máy cao xạ 12,7 ly cơ động triển khai xây dựng hệ thống công sự trận địa ở Động Mã, lệnh cho tiểu đoàn 8 Trung đoàn 64 vào bố trí ở Đông Nam Cù Đinh, cao điểm 182, sẵn sàng đánh địch ra ứng cứu đường 9. Qua 4 ngày chiến đấu quyết liệt, tổn thất 97 người tử thương, tiểu đoàn 7 và 8 Trung đoàn 64 đã phá hủy 10 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 quân Mỹ, hoàn thành được nhiệm vụ cắt đứt đường 9, tạo điều kiện thuận lợi cho các sư đoàn 304 và 325 siết chặt vòng vây ở Khe Sanh. Cùng với các đòn tiến công trên bộ trong các ngày 20, 21, 22 tháng 1 năm 1968, đoàn đặc công 126 Hải quân, quân giải phóng miền Nam Việt Nam có sự phối hợp chiến đấu của tiểu đoàn 47 bộ đội Vĩnh Linh và du kích huyện Gio Linh đã liên tiếp đánh chìm 6 tàu chở hàng trên cảng Đông Hà và đoạn sông làng Xuân Khánh. Tiếp đó, trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 1, đặc công Hải quân đoàn 126 lại dùng thủy lôi diệt thêm 3 tàu LCU chở đầy hàng hóa quân sự của Mỹ từ Đà Nẵng qua cửa Việt lên Đông Hà. 9 giờ sáng ngày 8 tháng 2, đặc công Hải quân đoàn 126 lại phục kích đoàn tàu vận tải Mỹ, đánh chìm 4 tàu cùng hàng ngàn tấn đạn dược. Sáng ngày 1 tháng 3, trên sông Hiếu, du kích xã Do Hà, nay là Do Mai, Do Quang, Do Cam, bộ đội địa phương Cam Lộ, Trung đoàn 270, bộ đội đặc công, đoàn đặc công 126 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam phục kích bắn chìm 7 tàu của Mỹ, bắn hư hại 5 tàu khác. Thắng lợi bước đầu trong việc phong tỏa cảng sông Cửa Việt đã góp phần quan trọng cho việc cô lập quân Mỹ trên hướng chủ yếu Khe Sanh. Ngày 5 tháng 2, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tổ chức tấn công 861A của Mỹ. Mặc dù đã chọc thủng được tuyến phòng ngự của đối phương, nhưng cuộc tấn công của quân giải phóng vẫn bị đẩy lùi bởi lính Mỹ có hỗ trợ các cảm biến điện tử. Tuy nhiên, tới ngày 6 tháng 2, quân giải phóng miền Nam Việt Nam sử dụng 11 xe tăng lội nước PT-76 hỗ trợ bộ binh để tấn công các doanh trại đơn vị đặc nhiệm Mỹ nằm ở phía tây nam căn cứ và khiến các căn cứ này bị san phẳng. Sau khi tiêu diệt các căn cứ Hướng Hóa, Hội San, đánh thiệt hại lực lượng Mỹ trên đường 9 và chi khu Cam Lộ, Bộ Tổng Tham mưu của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã gửi công điện khẩn cho mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị rằng phải diệt căn cứ Làng Vây trong ngày 6 tháng 2 để phối hợp tác chiến chung với toàn miền. Để đánh chắc thắng Làng Vây, Bộ Tư lệnh Mặt trận chủ trương dùng một lực lượng mạnh áp đảo gồm Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, Tiểu đoàn 3 Sư đoàn 325, Trung đoàn Công binh 7, hai đại đội xe tăng với 14 xe PT-76, hai đại đội đặc công. Đến 3 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2, cả ba hướng đã cơ bản hoàn thành việc đánh chiếm được các mục tiêu theo phân công. Đến 10 giờ trưa ngày 7 tháng 2, trận Làng Vây kết thúc. Trong số hơn 900 quân biệt kích phòng ngự Làng Vây, 316 lính bị chết và 253 bị bắt sống. Chỉ có 255 thoát về được Khe Sanh, trong đó có 75 bị thương. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam diệt gọn một cứ điểm quan trọng án ngữ trên đường 9, đẩy cụm cứ điểm Tà Cơn và thế bị cô lập hoàn toàn giữa lòng chảo thung lũng Khe Sanh. Sức ép của quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở đường 9 Khe Sanh ngày càng tăng đã làm cho Bộ Tư lệnh quân Mỹ ở Nam Việt Nam thực sự lo ngại. Tướng Westmoreland đã từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để gặp các tướng lĩnh chỉ huy các sư đoàn thủy quân lục chiến và lục quân tại vùng 1 chiến thuật, bàn cách đối phó. Cùng với việc tăng quân, Mỹ thiết lập một sở chỉ huy quân sự Mỹ tại Phú Bài để điều khiển lực lượng đánh trả các cuộc tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên đường 9 Khe Sanh. Vì vậy, số lượng quân chiến đấu của Mỹ ở đây đã lên tới 43 tiểu đoàn chủ lực, với tổng số quân là 69.490 lính. Đến đây, mặt trận đường 9 Khe Sanh đã hoàn thành được nhiệm vụ thu hút giam chân một bộ phận quan trọng lực lượng cơ động chiến lược của Mỹ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho toàn miền thực hiện đòn chiến lược tổng tấn công Tết Mậu Thân.
tiêu biểu như ở Huế, việc quân Mỹ bị điều khỏi thành phố đã tạo điều kiện cho quân giải phóng nhanh chóng kiểm soát 90% thành phố chỉ trong 2 ngày. Giai đoạn 1 của chiến dịch đến đây cũng kết thúc. Từ ngày 10 tháng 2, ta bắt đầu bước vào đợt 2. Do bị uy hiếp mạnh ở Thừa Thiên Huế và đường Chín Khe Xanh, đầu tháng 2 năm 1968, quân Mỹ thành lập bộ tư lệnh nhẹ ở đường 9 do Abram, phó tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam trực tiếp phụ trách. Điều sư đoàn 1 kỵ binh không vận và chiến đoàn 3 dù Việt Nam Cộng Hòa ra Quảng Trị để sẵn sàng ứng phó với ta ở đường số 9, đồng thời tăng quân chiếm các điểm cao 550, 595, 573 nhằm cố thủ Tà Cơn và tập trung hỏa lực phi pháo đánh phá các trận địa vây ép của ta. Ngày 18 tháng 2, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định từ vây hãm phát triển lên vây lấn Tà Cơn, áp sát lực lượng, xây dựng công sự trận địa vững chắc, đẩy mạnh tiến công, cắt tiếp tế đường không và đường bộ của địch, dùng hỏa lực bắn phá mạnh vào Tà Cơn, buộc địch phải ra ứng cứu giải tỏa. Sau 50 ngày đêm vây lấn Tà Cơn, đợt 2 kết thúc, ta tiêu hao, tiêu diệt thêm được một bộ phận sinh lực địch chủ yếu là Mỹ, thu hút phần lớn hỏa lực pháo binh và không quân Mỹ vào khu vực đường 9 Khe Xanh. Riêng vây lấn Tà Cơn, địch đã phải sử dụng 100.000 tấn bom và 100.000 quả đạn pháo 175 ly đánh vào Khe Xanh. Từ ngày 1 tháng 4, chiến dịch bước vào đợt 3. Từ 25 đến 30 tháng 4 năm 1968, địch kết thúc cuộc hành quân ngựa bay của quân Mỹ và Lam Sơn 207 của Việt Nam Cộng Hòa giải tỏa Khe Xanh. Ta đã đánh trên 50 trận, diệt 5.200 địch. Trong đó có 10 đại đội Mỹ và 1 đại đội biệt kích Việt Nam Cộng Hòa bị diệt gọn, bắn rơi 82 máy bay. Vào cuối tháng 4 năm 1968, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa buộc phải kết thúc hành quân Pegasus và Lam Sơn 207 khi ý định giải tỏa Khe Xanh chưa thực hiện được. Dù sao, các cuộc hành quân của Mỹ đã đẩy được một số mũi vây lấn ra xa, chiếm được một số khu vực chủ chốt quan trọng ở khu vực xung quanh Khe Xanh và gây thiệt hại lớn về quân số và trang bị vũ khí kỹ thuật cho đối phương. Nguy cơ Khe Xanh bị tiêu diệt hoàn toàn như Điện Biên Phủ đã được tháo gỡ. Còn lúc này, về phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam, sau khi vòng vây đã bị quân Mỹ chọc thủng trong chiến dịch Pegasus, các đơn vị cũng bắt đầu giai đoạn 4 là khôi phục thế vây lấn để tiếp tục tạo sức ép buộc Mỹ phải rút bỏ Khe Xanh. Đợt 4 chiến dịch kéo dài từ ngày 8 tháng 5 đến 15 tháng 7 năm 1968. Sau tháng 5 năm 1968, toàn miền mở cuộc tiến công và nổi dậy lần thứ 2. Địch ở Khe Xanh tiếp tục bị uy hiếp bằng hỏa lực, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định đánh mạnh để khôi phục thế vây lấn Tà Cơn và uy hiếp địch buộc chúng phải ra giải tỏa lần 2 hoặc rút chạy. Từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 5 năm 1968, ta tập kích diệt 3 đại đội Mỹ sát điểm cao 552, áp sát lực lượng xung quanh Tà Cơn, diệt 500 tên ở Làng Khoai, phục kích diệt gọn 1 đại đội và 3 xe tăng khi địch sục ra phía Tây, buộc chúng phải co về phòng thủ, ta khôi phục lại thế vây lấn Tà Cơn. Lúc này, bộ điều thêm sư đoàn 308 vào chiến đấu ở Khe Xanh để tăng sức ép với địch. Từ ngày 28 đến 31 tháng 5 năm 1968, trung đoàn 102 của sư đoàn 308 hai lần tập kích vào cụm quân địch đóng ở Romer, Làng Cát, nhưng cả hai lần diệt địch không gọn. Địch phát hiện lực lượng mới của ta vào và trước nguy cơ Khe Xanh bị vây chặt hơn nên chúng vội vã mở cuộc hành quân Scotland 2, gồm 2 trung đoàn 4 và 9 thủy quân lục chiến do Bộ Chỉ huy Sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ trực tiếp chỉ huy để giải tỏa Khe Xanh. Từ ngày 1 đến 18 tháng 6 năm 1968, cuộc hành quân Scotland 2 bị ta đón đánh ngay từ khi địch vừa đổ quân xuống Pa Trang, Hút Cốt Giang, Romer, Húc Trạng, Hô Lê, Phu Nhoi và điểm cao 635. Các đơn vị của sư đoàn 308 đã đánh được một số trận tập kích tốt, tiêu diệt 1.380 tên, bắn rơi 11 máy bay, phá 7 khẩu pháo cối, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 thủy quân lục chiến Mỹ. Giữa tháng 6 năm 1968, trung đoàn 246 độc lập vào thay cho sư đoàn 304 rút ra củng cố, tiếp tục bao vây kiềm chế địch ở Tà Cơn. Ngày 18 và 19 tháng 6 năm 1968, địch co về giữ đường số 9 và Nam Tà Cơn, rút bớt lực lượng về đối phó ở Đông Hà và cửa Việt đang bị ta uy hiếp, đồng thời kết thúc cuộc hành quân Scotland 2.
Đến 20 tháng 6 năm 1968, địch ở Khe Sanh còn 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, chủ yếu bảo vệ vận chuyển đường bộ và đường không, tiếp tế cho Tà Cơn, đồng thời rút bớt một số điểm ngoại vi về Tà Cơn và rút dần một số trang bị nặng. Thấy triệu chứng địch rút, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ thị cho các đơn vị kiên quyết bám sát địch rút chạy. Ngày 26 tháng 6 năm 1968, địch tuyên bố rút Khe Sanh nhưng bị chặn đánh, nên đến ngày 7 tháng 7 năm 1968, địch mới rút hết lực lượng ở căn cứ Tà Cơn. Sáng ngày 8 tháng 7 năm 1968, ta đã vào làm chủ Tà Cơn. Ngày 15 tháng 7, địch rút hết quân về tập trung ở Tân Lâm, Cà Lu, ta hoàn toàn làm chủ Khe Sanh. Trừ cứ điểm Động Chi trên điểm cao 1010m. Đợt 4 kết thúc thắng lợi, ta đã diệt 5.100 tên, bắn rơi 96 máy bay, phá 31 khẩu pháo, 46 xe các loại. Trên hướng có liên quan, tức là hướng đông, để phối hợp với toàn miền, sư đoàn 320 và trung đoàn 27 vào triển khai đánh cắt giao thông đường sông Cửa Việt, đường bộ từ Đông Hà đi Quán Ngang, khu vực Miếu Bái Sơn, Tây đường 1 và đường số 9. Địch đã phải đưa 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến về giải tỏa đường số 1. Ta đã đánh nhiều trận có quy mô cấp trung đoàn, đã loại bỏ vòng chiến đấu tiểu đoàn 2 trung đoàn thủy quân lục chiến, góp phần cùng với cuộc tiến công đợt 2 của toàn miền, buộc địch phải bị động đối phó và rút khỏi Khe Sanh. Sở dĩ chiến dịch đường 9 Khe Sanh được mệnh danh là trận Điện Biên Phủ thứ 2 là vì giữa hai trận đánh này có những điểm tương đồng. Thứ nhất, cả Khe Sanh và Điện Biên Phủ đều tiếp giáp với biên giới Việt-Lào. Khe Sanh cách biên giới Việt-Lào chừng 20 km, còn Điện Biên Phủ chỉ cách khoảng 8 km. Điểm tương đồng thứ hai là địa hình đều hiểm trở, khó tiếp cận, chỉ có thể tiếp cận Điện Biên Phủ bằng đường không. Đối với Khe Sanh, ngoài việc tiếp cận bằng đường không, còn có thêm cách tiếp cận bằng đường bộ thông qua đường 9. Về tính chất của cả hai trận đánh lúc bấy giờ đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí và các cơ quan công luận khác. Đối với quân địch, cả hai trận đều có bài học giống nhau, đó là sự thất bại. Chính phủ Mỹ tuyên bố với báo chí và truyền thông là quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã chịu thương vong tới 10 đến 15.000 người chết để nêu bật chiến thắng mà họ tuyên bố. Tuy nhiên, trong báo cáo mật mà MACV trình tướng Westmoreland được giải mật sau này, quân đội Mỹ ước tính con số này chỉ vào khoảng 5.550, nghĩa là con số mà chính phủ Mỹ công bố cho dư luận đã bị phóng đại một cách cố tình. Tuy nhiên, ngay cả con số mà MACV cũng bị cho là phóng đại vì nó chủ yếu dựa trên những ước tính mơ hồ từ không ảnh, sóng vô tuyến. Sau hơn 40 năm, tới thập niên 2010, giới sử học Mỹ đã tiếp cận được một số tài liệu của quân giải phóng miền Nam Việt Nam về chiến dịch này. Thống kê của quân giải phóng miền Nam Việt Nam cho biết tổn thất chính xác của họ chỉ là 2.469 người tử trận trong suốt chiến dịch. Tính từ 20 tháng 1 đến 20 tháng 7 năm 1968, thấp hơn ước tính của Mỹ tới 6 lần. Về phần mình, chính phủ Mỹ công bố thương vong của họ chỉ là 205 chết và 443 bị thương. Nghiên cứu của giới sử học Mỹ sau này đã chỉ ra nhiều thiếu sót có chủ ý trong việc tính toán thương vong khi đó và con số thực tế cao hơn thế gấp 12 lần. Mức thương vong này sánh ngang với những trận đánh khốc liệt trong chiến tranh Thái Bình Dương. Trong bối cảnh nước Mỹ đang chấn động vì cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, nếu con số thực bị lộ thì chẳng khác nào việc đổ thêm dầu vào lửa với những hậu quả lớn không thể lường trước được. Mặt khác, cho đến tận gần đây có rất ít tài liệu của Hoa Kỳ được công bố về giai đoạn cuối của chiến dịch Scotland 2 và chiến dịch Charlie, giai đoạn mà Hoa Kỳ phải rút khỏi căn cứ này. Do vậy, đa số các cuốn sách và phim tài liệu của Hoa Kỳ chỉ đề cập đến chiến dịch giải vây cho căn cứ mà không nhắc đến việc quân Mỹ đã tổn thất hơn 3.000 quân trong các trận đánh sau đó ở quanh Khe Sanh và cuối cùng phải tổ chức rút khỏi Khe Sanh vào tháng 7 năm 1968. Điều này khiến nhiều người phương Tây khi đọc về chiến dịch vẫn nghĩ rằng đó là một chiến thắng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, căn cứ trên những tài liệu mới được giải mật từ cả hai bên thì có một nhà sử học là Peter Brush đã khẳng định rằng không có lý do nào hợp lý để đặt trận đánh Khe Sanh vào danh sách những chiến thắng của quân đội Mỹ. Sau khi rút bỏ Khe Sanh, tưởng như mọi việc đã xong, nhưng rồi Nhà Trắng lại chao đảo lần nữa vì Khe Sanh. Ngày 24 tháng 6, phóng viên John Caron của tờ Mặt Trời Baltimore đã loan tin Bộ Chỉ huy Mỹ vừa buộc phải rút bỏ Khe Sanh, một căn cứ quân sự được Mỹ phòng thủ với một giá đắt do vị trí rào cản có tính sống còn của nó ở dưới khu giới tuyến.
Bộ chỉ huy Mỹ mập mờ phủ định tin này, nhưng John Caron khẳng định: "Các thủy quân lục chiến biết việc này, người Bắc Việt Nam biết việc này, chỉ có nhân dân Mỹ là không biết." Mặc dù Bộ Chỉ huy Mỹ giải thích việc này, tức là việc bỏ khe xanh, là do những yêu cầu về quân sự đặt ra, nhưng miền Bắc cho đây là thất bại nghiêm trọng nhất cả về chiến thuật lẫn chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến tranh này. Theo báo cáo dành cho Tổng thống 25 và 26 tháng 6 năm 1968, các cố vấn Tổng thống đã phải nhanh chóng ra tay. Một là họ thuyết phục hãng tin Mỹ tầm cỡ toàn cầu là AP đừng đưa tin của mặt trời Baltimore. Hai là họ đã dự thảo để MACV ra một tuyên cáo. Cốt lõi cho tuyên cáo này là quân Mỹ phải bỏ khe xanh chỉ vì do địch đã thay đổi chiến thuật. Tác động của Mỹ rút bỏ khe xanh đối với công luận được Peter Brooks đánh giá như sau. Tướng Abrams ra lệnh giữ bí mật chuyện đóng cửa căn cứ càng lâu càng tốt, đến khi chuyện này buộc phải công bố chính thức, chỉ một lượng thông tin nhỏ được cung cấp. Sự kiện bỏ khe xanh được công luận Mỹ nhìn nhận một cách đầy ngờ vực và hoang mang. Lầu Năm Góc ghi nhận việc công bố quyết định bỏ khe xanh là một sứ mạng khó khăn về phương diện tuyên truyền. Chỉ trước đó 4 tháng, Tổng thống Mỹ Johnson đã từng tuyên bố sẽ giữ khe xanh bằng mọi giá. Rồi 2 tháng trước, chính phủ Mỹ đã tuyên bố chiến thắng và khe xanh đã được giải vây. Nay việc lặng lẽ rút lui đã bị lộ, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của quân đội Mỹ, cũng như làm phong trào phản chiến càng dâng cao. Ngày 7 tháng 7, tờ Thời báo New York đưa tin từ Hồng Kông cho biết 70% người châu Á tin rằng lý do Mỹ phải bỏ khe xanh là bởi họ đã bị đối phương đánh bại và bác bỏ cách giải thích của Mỹ. Theo đó, việc bỏ khe xanh là do tình hình về quân sự đã thay đổi. Không giống như một số trận đánh khác, khe xanh đã chiếm được sự chú ý của truyền thông đại chúng và công luận ở Mỹ. 25% thời lượng phim chiếu trên truyền hình vào buổi tối trong tháng 2 và tháng 3 năm 1968 tường thuật tình hình ở khe xanh. Riêng kênh CBS, tỷ lệ này là 50%. Viện Gallup đưa ra số liệu, cứ 5 người thì một người vừa chuyển từ lập trường ủng hộ sang chống chiến tranh trong khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3. Vì thế, cách tốt nhất để làm cho khe xanh khỏi gây ảnh hưởng xấu đối với công chúng Mỹ là bỏ căn cứ này. Vậy là khe xanh đã trở thành nơi đầu tiên Hoa Kỳ phải rút bỏ một căn cứ quân sự trọng yếu bởi áp lực của đối phương. Với việc Mỹ bỏ khe xanh, hàng rào điện tử McNamara coi như đã cáo chung. Kế hoạch chiến lược mà Mỹ đang xây dựng nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh coi như lúc này đã phá sản. Và từ đây về sau, không còn căn cứ nào có thể uy hiếp trực tiếp tuyến đường cùng dòng hàng đưa ra tiền tuyến. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng được kết quả thu được. Từ cuối năm 1968, thêm một tuyến đường Trường Sơn được mở, thường gọi là đường Trường Sơn Đông, để phân biệt với các tuyến đường ở phía Tây. So với các tuyến đường phía Tây, đường Trường Sơn Đông ngắn hơn và ít khúc khuỷu hơn, nên việc đưa hàng hóa và bộ đội vào miền Nam sẽ nhanh hơn đáng kể. Do đó, cũng có thể nói trận Khe Xanh là bàn đạp cho các chiến dịch lớn của quân giải phóng miền Nam Việt Nam sau này, đó là chiến dịch Hạ Lào, chiến dịch hè năm 1972 và cuối cùng là chiến dịch quyết định mùa xuân năm 1975. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn nữa.